Nóng, các toán quân xâm nhập đã tràn vào Kiev, Tổng thống Ukraina thể bám trụ thủ đô. Trong bài phát biểu mới đây, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thông báo các toán quân phá hoại của kẻ địch đã xâm nhập vào Kiev. Tuy nhiên, ông vẫn có kế hoạch bám trụ lại thủ đô, dù biết rằng mình đang là mục tiêu số 1 của Nga. Rất đáng buồn rằng theo dữ liệu sơ bộ, chúng ta đã mất đi 137 anh hùng trong ngày hôm nay. 10 người trong số họ là các sĩ quan, 316 người khác bị thương. Vị Tổng thống cũng cho biết thêm rằng, sau nhiều giờ giao tranh với lực lượng Nga tại một sân bay quan trọng ở Gostomel, ngoại ô Kiev, các lực lượng vũ trang Ukraine đã đánh bại lực lượng Nga. Họ đã bảo vệ gần như toàn bộ lãnh thổ của Ukraine, nơi đang hứng chịu những đòn giáng trực diện. Họ đã giành lại được thứ mà kẻ địch đang chiếm giữ. Chẳng hạn như sân bay Gostomel gần Kiev, điều này mang lại sự tự tin lớn cho thủ đô của chúng ta, ông Zelensky nói. Nhà lãnh đạo cũng bác bỏ tin đồn ông đã rời Kiev, và gia đình ông thì rời khỏi ukraine tôi vẫn ở lại thủ đô với người dân của tôi trong ngày tôi đã tiến hành hàng chục cuộc hội đàm quốc tế trực tiếp điều hành đất nước và tôi sẽ ở lại thủ đô ông zelensky nói gia đình tôi cũng đang ở ukraine các con tôi đang có mặt ở ukraine gia đình tôi không phải là những kẻ phản bội họ là các công dân của ukraine nhưng tôi hiện tại không có quyền nói bây giờ họ đang ở đâu Kẻ địch đã đánh dấu tôi là mục tiêu số 1 của chúng và gia đình tôi là mục tiêu số 2, ông Zelensky nêu rõ. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng lực lượng đối địch muốn hủy diệt Ukraine về mặt chính trị bằng cách tiêu diệt nguyên thủ quốc gia. Chúng tôi có thông tin rằng các nhóm phá hoại của kẻ địch đã xâm nhập vào Kiev. Đó là lý do tôi kêu gọi người dân Kiev hãy thận trọng và tuân thủ các quy định giới nghiêm. Đề cập tới phản ứng của NATO trước các cuộc tấn công quân sự của Nga cho đến nay, ông Zelensky cho rằng Ukraine đã bị bỏ mặc, chỉ có một mình phòng thủ quốc gia nhà lãnh đạo kia kết thúc bài phát biểu của mình bằng lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh chúng ta cần nói về sự kết thúc của cuộc xâm lược này chúng ta cần nói về một lệnh ngừng bắn ông zelensky nhấn mạnh